Mình đang ở shop đèn Sovaco ở trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Và đây là một trong những cây đèn mà Ngọc rất là thích với cái thiết kế phím nhám. Và đây là một trong những dòng đèn mới nhất ở đây với giá là khoảng 500 triệu. Thì mà các bạn có thể qua đây để mà mình thử đèn và sắm cho mình một cây đèn trong dịp năm mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Ngọc. Và nếu như mọi người thích video này hoặc là có những cảm nghĩ gì sau khi xem video thì hãy để lại bình luận ở bên dưới. Đừng quên để lại nút like hoặc là share video hoặc là nhớ là giúp cho kênh được phát triển hơn bằng cách là đăng ký, bấm vào nút đăng ký ở dưới này để có thể xem thêm nhiều cái video mới của Ngọc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.